người bạn của chúng ta. Các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy ngay cả từ ở trên trán, hai da đã khác nhau, một bên căng ra và những cái lỗ chân lông lớn giống như phần trán bên này còn lại nó đã thay đổi. Và phần dưới mí mắt của người bạn của chúng ta đây, các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy vòng thâm ở bên này vẫn còn, nhưng phía bên kia đã mất đi. Da lỗ chân lông bên này đang còn lớn, phía bên kia đã mịn màng hơn. Một sự kỳ diệu như các bạn đã thấy, khoa học ngày hôm nay giúp cho chúng ta không cần phải đi tới thẩm mỹ viện, hay chúng ta không cần tốn tiền nhiều để đi tới thẩm mỹ viện, chúng ta có thể sử dụng ngay tại nhà. Cái lần thứ hai làm cũng đã xong, và bây giờ ước gì cho chúng ta có một cái chiếc gương cho người bạn chúng ta có thể so sánh và nói cho chúng ta được sự khác biệt của chiếc máy giúp cho người bạn của chúng ta. Bên này thì thấy là những cái nếp nhăn nó đã bớt nhiều, và cái quầng đen ở dưới mí mắt nó cũng tan, và nhìn thấy da nó mịn màng và trẻ nhiều hơn. Sự thần kỳ và sự kỳ diệu của khoa học sẽ giúp cho chúng ta với cái viên thuốc nhỏ xíu này, công ty warranty, công ty bảo hành cho chúng ta là sau 2 tháng chúng ta sử dụng, da của người bạn của chúng ta sẽ được tái tạo lại và sẽ được hồi sinh lại. Cái bước đầu mà chúng ta sử dụng chiếc máy Galvanic Spa,
nó giúp cho chúng ta clean up và lấy tất cả những cái chất dơ chúng ta ảnh hưởng do không khí, do môi trường, do khói thuốc, nó quyện sâu xuống, nó làm phá hư da mặt của chúng ta. Và chiếc máy nó giúp cho chúng ta làm sạch từ trong ra ngoài, có nghĩa là lấy tất cả những cái chất dơ ở sâu dưới da của chúng ta đem ra ngoài. Và viên thuốc này sẽ giúp cho da của người bạn của chúng ta được hồi sinh lại. Và sau 2 tháng công ty bảo hành, dù các bạn đang ở lứa tuổi 4, 5 hay 6, 70, da các bạn đã căng và các bạn có đồi mồi, sau 2 tháng sử dụng nếu da các bạn không căng đàn hồi ra và trẻ lại, công ty sẽ trả tiền hoàn toàn lại cho các bạn. Các bạn thấy được sự kỳ diệu của cái máy và rất mong được các bạn cũng sẽ được giống như người bạn của chúng ta ngày hôm nay. Hãy mau tìm đến những ai biết và hỏi thăm tin tức, hay là các bạn có thể lên internet, các bạn tìm hiểu về công ty, các bạn có thể vô website www.nfeintro.com để các bạn biết được thêm nhiều tin tức và có thể giúp được cho nhiều người bạn của chúng ta cũng đẹp giống như được sự mong muốn, được tươi trẻ và giữ được nét xuân của mình mãi mãi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong dịp tới.